Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ phục vụ quý vị và các bạn trong cái loạt 99 video Dân ta phải biết người ta. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện về cái sự thiếu hiểu biết của một cái người. Và từ cái câu chuyện này tôi cũng gửi đến quý vị các bạn, tất cả chúng ta cũng phải biết ít nhất. Thưa quý vị và các bạn, thì vào những năm 2000 thì có một cặp vợ chồng họ mua một cái quyền sử dụng đất. Và họ khi mà họ mua một cái quyền sử dụng đất đó thì cái người mà chuyển nhượng, cái người bạn, họ bảo rằng tổng cộng cái diện tích chiều ngang là 28 mét. Và tại thời điểm ngày hôm đó thì người vợ mới đem cái số tiền đi đặt cọc và mong muốn là tổng cái số đất đó và đúng đủ theo diện tích và mình mua đủ diện tích như vậy. Thì qua ngày hôm sau thì tối về thì người vợ nói với người chồng rằng là tôi mua tổng cái diện tích nó là 28 mét. Tuy nhiên thì người chồng khi mà ông là bên xây dựng cho nên ông đứng lên và ông đo, và ông đo, ông đến cái phần diện tích đất mà mình chuẩn bị mình nhận chuyển nhượng á, và ông đo ông chỉ còn đo có 27 mét. Và người vợ thì rất là bực, và người vợ bảo rằng là tại thời điểm này là sẽ trả cọc vì người bán, người chuyển nhượng gian dối. Đúng ra thì 28 mét thì 100 đồng, tuy nhiên là bây giờ còn 27 mét thì như vậy. Thì người bán cũng là một người phụ nữ, bà bảo rằng là tôi hồi thời điểm đó tôi mua của người ta tôi cũng có bao nhiêu đó, rồi sau khi có cái quyền sử dụng đất như vậy thì tôi đo 28 mét bằng mỗi bước chân, và tôi bo đã tổng cộng 56 bước chân của tôi thì tương đương với lại 28. Quý vị và các bạn thấy thực tế thì vào những năm đó thì rõ ràng cái kiến thức của mình nó rất là khó khăn, và còn những cái chuyện khác nữa quý vị và các bạn. Tuy nhiên thì sau khi bàn bạc thì cái cặp vợ chồng mà nhận chuyển nhượng thì họ bảo rằng thôi thì quyết định lấy, cho dù cái tổng cái diện tích có thể là thấp hơn so với thực tế và thấp hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện hôm nay tôi kể cho quý vị và các bạn nghe để tôi muốn trao một cái thông điệp: nhận chuyển nhượng, mua nhà thực tế. Thưa quý vị và các bạn, đó là cái video ngày hôm nay của tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn thì trong cái quá trình quản lý sử dụng hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thực tế là cá nhân, là người dân thì không ít, rất là ít có trường hợp sau khi mà nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau khi được cấp quyền sở hữu nhà thì họ sẽ đo lại là chiều ngang của tôi là 5 mét, trên giấy nó là 5 mét đó, nhưng thực tế nó là 5,5 mét, hoặc thực tế nó là 5,3 mét, hoặc thực tế nó chỉ còn có 4,9 mét, để tránh những cái phát sinh mà không đáng có xảy ra. Chúng ta phải làm như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, thì trong hơn 10 năm làm hành nghề thì tôi cũng đã có những cái hồ sơ mua bán sang tên đăng bộ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, và tôi thường khi mà đến văn phòng tôi thì tôi thường nói với họ rằng là tôi sẽ tư vấn cho cả người chuyển nhượng, người chậm chuyển nhượng, người mua và người bán một cách công bằng. Công bằng nhất ở đây là như thế nào? Công bằng nhất ở đây là tùy theo ý chí của quý vị. Ở đây có hai trường hợp xảy ra quý vị và các bạn. Thứ nhất, rằng nếu người bán, thôi bây giờ cứ nói là người nhận chuyển nhượng và người là người bán, người chuyển nhượng là người bán cho nó, cho người bán và người mua cho nó dễ ha quý vị và các bạn. Bây giờ có hai trường hợp,
ông bán, ông bảo rằng tôi bán một miếng đất 100 mét với cái giá là 1 tỷ đồng. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn đếm lại là không còn đủ 100 mét, thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp này chúng ta sẽ phân thành hai trường hợp. Thứ nhất, nếu tôi không cần biết, tôi có cái quyền sử dụng đất diện tích là 100 mét, tương đương với 1 tỷ đồng, tôi không cần biết cái việc nó như thế nào, tôi bán thuế và phí công chứng cho hai bên thỏa thuận, tôi chỉ biết rằng tôi có quyền sử dụng đất, cái giấy tờ này là 100 mét, tôi lấy 1 tỷ đồng. Cho dù may sau này là cái diện tích của anh tăng thì anh được hưởng, còn diện tích của anh giảm. Vậy đó quý vị và các bạn, một cái thỏa thuận thanh thiên bạch nhật lên như vậy. Còn trong trường hợp thứ hai, người bán nói rằng là không, bây giờ trong trường hợp này là tôi bán một miếng đất 1 mét vuông là bao nhiêu tiền, 100 mét tôi bán là 1 tỷ đồng, nếu 98 mét tính theo diện tích thực tế. Rõ ràng trong cả hai trường hợp này nó có cái hay của người bán và nó có cái dở của người bán. Tuy nhiên thì tùy theo cái cách chọn lựa của từng người thôi, chúng ta có quyền lựa chọn như thế nào để chúng ta phù hợp nhất, để tránh những cái phát sinh thương lượng một cách thống nhất sau này nó còn nhiều cái vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một cái dịp đi Hàn Quốc thì tôi thấy ở Hàn Quốc nó có một cái điểm mà mình cần phải học tập, tức là ở ủy ban nhân dân phường, ở ngân hàng nó có một cái máy, và sau khi anh đánh cái thông tin của anh ra là thí dụ như tôi tên là Đoàn Thị Thiên Thanh Thu đi, thì sẽ có những cái bất động sản, và bất động sản này mình chỉ cần cầm ra và không cần phải sao y bản chất. Và vì là tiếng Hàn Quốc cho nên tôi cũng na ná hiểu được rằng trong đó nó có ghi về chi tiết, về thửa đất, về diện tích, về quá trình quản lý sử dụng và chuyển nhượng qua các thời kỳ. Và nhà nước của Hàn Quốc họ đã có một cái cách làm việc như vậy để cho nó dễ dàng và để mà trở về một cái chung nhất để quản lý, thì tôi cho rằng Việt Nam cần phải học hỏi và nó sẽ trải dài, nó phải cần một cái thời gian rất là dài. Thưa quý vị và các bạn, nó có hai trường hợp trong thực tế mà tôi trong quá trình hành nghề. Thứ nhất, đó là một cái vị khách hàng của tôi, họ bảo rằng thưa luật sư, là tôi đi mua miếng đất với cái tổng cái diện tích là 200 mét vuông, với giá là 200 triệu, trong đó ghi rõ là một đơn vị 1 mét vuông là bao nhiêu đó tiền, và tôi đã trả cho họ là 180. Tuy nhiên rằng là khi mà đo vẽ lại đó, thì tôi lại thấy nó mất đi 30 mét. Thì bây giờ luật sư ơi, bây giờ tôi phải làm sao? Thưa quý vị và các bạn, khó lắm để mà tư vấn cho khách hàng bằng một cái cách rằng là như hồi xưa anh mua là 200 mét, mà bây giờ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã trừ ra cái diện tích lộ giới còn 170, thì anh chỉ cần trả lại cho khách hàng 170 mét tương đương với giá tiền. Thì đó là một cái câu chuyện quy định của pháp luật, nhưng tôi bảo với cái người nhận chuyển nhượng như thế này, thực tế tại thời điểm hai bên giao dịch, hai bên không có biết đường này nó vào lộ giới. Và sau khi mà cập nhật sang tên đăng bộ, sang qua tên chị, thì bây giờ chị nên có một cái động tác cầm cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị đến ban bồi thường. Thưa ban bồi thường, trong trường hợp này thì tôi phải bồi thường bao nhiêu? Nếu trong trường hợp cái giá bồi thường nó tương ứng, nó có thể là thấp hơn, cũng có thể là cao hơn so với cái hai bên thỏa thuận, thì thôi. Tại vì họ bảo rằng họ cũng không muốn có những cái mất lòng không đáng kể. Và tôi cũng đã tư vấn cho họ một cái cách nào. Thưa quý vị và các bạn, có một cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai nó rơi vào trên sốt đất
vào khoảng tháng 3 năm 2017 ở cái vùng tôi, quê tôi, ngoại thành thành phố. Thì cái người bán họ bảo rằng là tôi bán một cái diện tích ở vùng quê thì bán theo kiểu mét ngang, một mét ngang là 25 triệu đồng, nhân 10 mét và đặt cọc với số tiền là 200 triệu. Tuy nhiên là số đất mà quý vị và các bạn, đất nó nhảy. Và khoảng 2 tuần sau thì cái người bán họ lại có một cái tư tưởng rằng bây giờ đo lại nó không tới 10 mét mà nó còn có 9m7 tấc, nó thiếu 3 tấc. Thì cái người mua theo tinh thần là cương trực, đúng, chính xác. Họ bảo rằng là bên quý vị và bên tôi mỗi người cử ra một cái đại diện. Để chi? Để chúng ta được xác định được đâu là cái công bằng, và người ta sẽ trả cái số tiền nhân với cái phần diện tích đó. Tuy nhiên tại thời điểm này thì người bán không bán nữa. Họ bảo tôi không cần biết, tại thời điểm đó là tôi giờ tôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là 10 mét ngang, bây giờ là tôi đo 10 mét ngang. Và nếu ông không mua, mà quý vị biết rồi, 20 ngày từ 20 triệu một mét ngang mà lên tới 28 triệu một mét ngang, nếu tính một cái con số giữa phát cọc, mất cọc và cái con số giữa bán diện tích đất tăng lên, thì cái người bán họ phải có một cái sự suy nghĩ như thế nào là thiệt hại quyền và lợi hợp pháp cho mình, như thế nào là không thiệt hại quyền và lợi hợp pháp cho mình. Và họ đã quyết định chọn cái con đường là tiếp tục thực hiện hợp đồng. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ là từ đây trở về sau tôi sẽ không đi thiên quá nhiều, đổi mới cho quý vị, tôi sẽ không thiên quá nhiều về tranh chấp ở tòa án, mà tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn những cái rủi ro và phòng trọng trước khi xác lập một cái hợp đồng đặt cọc này, trước khi xác lập một cái hợp đồng chuyển nhượng, trước khi xác lập một cái hợp đồng mua bán, để quý vị và các bạn biết tự mình tránh những cái rủi ro sẽ đến với mình một cách bất ngờ. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2018 này, mong muốn của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc là để nâng lên cái chất lượng của người dân Việt Nam. Hôm qua thì tôi có coi một cái Facebook rất là vui, thì trong năm 2017 thì số lượng của luật sư mới đó vào khoảng 10.000 người, thì tôi hy vọng rằng hơn 10.000 đồng nghiệp này sẽ giúp cho số lượng hơn 90 triệu người dân của Việt Nam nâng lên cái chất lượng, nâng lên cái kiến thức pháp luật. Đó là một cái điều mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn trao gửi cái thông điệp đến cho quý vị và các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn.